Thưa quý vị, ngoài toán, ngữ văn và ngoại ngữ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố lịch sử là môn thi thứ tư trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2021. Và gần 91.000 thí sinh Hà Nội thi vào lớp 10 năm nay sẽ thực hiện bài thi môn lịch sử trong 60 phút dưới dạng trắc nghiệm. Nội dung thi môn lịch sử nằm trong chương trình lớp 9, đảm bảo là hai cấp độ nhận biết, thông hiểu và có một số câu ở cấp độ vận dụng. Như vậy, đã 2 năm Hà Nội tổ chức thi 4 môn vào lớp 10 năm 2019 và năm 2021, lịch sử được chọn là môn thi thứ tư. Sau vài chục năm chỉ thi toán, ngữ văn, năm 2019 là năm học đầu tiên thí sinh Hà Nội phải thi 4 môn để xét tuyển vào lớp 10 công lập. Môn lịch sử đã từng gây lo lắng cho học sinh và phụ huynh do lo ngại học thuộc nhiều. Tuy nhiên, kết quả lại rất khả quan với điểm trung bình là 7,29. Trong gần 85.000 thí sinh dự thi, có gần 9.300 thí sinh điểm dưới 5, hơn 32.600 thí sinh được trên 8. Đến năm 2020, do tác động của COVID-19, học sinh phải học online 3 tháng. Thành phố đã giảm bài thi thứ tư, đồng thời giảm tải kiến thức trong đề thi theo hướng dẫn tinh giản chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài môn lịch sử, thí sinh làm bài toán và ngữ văn trong 120 phút dưới hình thức tự luận, môn ngoại ngữ có hình thức và nội dung tương tự môn thứ tư. Thí sinh được chọn một trong 5 thứ tiếng gồm Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Kỳ thi lớp 10 dự kiến diễn ra vào ngày 29-30 tháng 5.